hệ thống rau trên cát của mình thì san aquaponic. Hệ của mình gồm có 4 khay, 4 luống trồng rau, 1 luống dài 20 m. Mình đang thử nghiệm trồng và gồm có 2 bể cá để cá đi bên trong nhà và 1 bể hồi. Mình đang cho nước ngấm để lên luôn. Đây là ống xả tràn mình, đây mình để tạm thôi. Nên nếu mình sẽ cắt nó bằng mặt đi. Đây là cái ống thoát mình, đi ống 90. 4 ống 90. Hai ống nối thành một ống. Đây là bể hồi của mình. Hồi của mình thì rộng khoảng 2 m, dài khoảng hơn 4 m. Mình đang thử nghiệm thôi, chưa gắn cố định máy bơm. Còn đây là bể cá của mình. Bể cá mình vừa mới lắp xong rồi, còn chưa có hút mặt đáy gì cả. Đây, bể này là bể đường kính là 3 m, được khoảng 7,4 m. Mình đi ống ra là ống 90. Còn đây là bể thứ hai của mình. Bể này mình mới bơm nước xong bể kia thử rồi. Bể này cũng 7 khối và ra ống 90. Đây, đường phát của mình đây. Đây, phát ống là ống thu cho ống 60. Ly mỗi bể mà ống 60. Phát. Ly ra khay rau. Nhà màng này của mình là nhà rộng khoảng 6 m, dài 20 m. Chắc là được khoảng 100 m², cao 4. Cao nhất là 4 m. Hai bên là hơn 3 m. Đây là đường ống của mình này. Mình chia từ một ống 60 chia thành hai ống 34. Từ ống 34 là mình chia tiếp thành một cái tê 34. Nước nó chảy sang hai bên. Đây, bên này cũng vậy. Bên này mình cũng là từ 60 chia 34 này. Chia 4 luống. Mình trồng trên cát nên là không cần phải nước ra mạnh, chỉ cần từ từ thôi, ra nhiều quá nó tràn, cát không ngấm kịp. Đây là đường nước thải về của mình, một luống mình, nước về cũng khá khỏe, thoải mái. Đây mình mới vào nước được một luống thôi, còn hai luống nữa thì mình mới đổ xong cát rồi, còn chưa lên luống. Chỗ này tốn khá nước đấy. Mình đang đợi khoan giếng rồi mới xả nước ở đây, xong rồi mới lên luống. Đây, như cái luống này thì mình mới thử lên luống này. Nước chạy thoải mái, không bị tràn đấy. Mình đang nghiên cứu xem có thể cải tiến cái luống không bị sạt xuống nước không. Một luống của mình này đường kính là rộng là gần 1 m này, dài 20 m, 4 luống như nhau. Mình lót bằng bạt HDPE, bạt này là 0, dày là 0,75. Mình vừa lót tạm, mình chưa đi các góc các kiếc dán lại cho nó bằng. Đây còn mâm mô này, mình đang thí điểm đây.
đường này mình còn chưa trải xi măng này, nên là mình sẽ lát xi măng dưới đường thôi, ba bên luôn. Ok, chào các bạn, hẹn gặp các bạn ở clip tiếp theo nhé.